sao mà được ạ? Quên đấy. Thì mới em xin chào chúc sức khỏe của chú anh chị. Chào nhau mà nha. Hôm nay tụi em tiếp tục quay trở lại con sông quen thuộc này, đi với hai ông anh nữa. Nhưng mà buổi sáng hai ông anh của em đi lên trên núi để đào cây thuốc rồi, cây sáo tam thân cả nhà, để gửi cho hai ông anh với một ông chú. Nó có đặt hàng trước em nhưng mà hôm nay mới có dịp đi được. Em thì em ở lại ngoài gốc cây da này nè, kiếm một ít con chim hoặc là sóc gì đó để trưa hoặc là xế anh em hội quân lại có đồ ăn để ăn với cơm, uống ly rượu cho nó vui. Trời hôm nay gió lắm mà thành sóc nó không vào, với lại là khi đến nơi khoảng 9-10 giờ rồi. Chuyến này tụi em ở lại luôn tầm chiều tối hoặc là sáng sớm, khả năng là có sóc này cả nhà. Bác xem quay lại đường đây luôn không? Ờ, thật lên bác ơi. Mới ra gặp ông anh. Ông mà theo em bắt nước lên phía bên kia này. Giờ lên là tém ổ trên đấy ạ. Định lên theo ảnh quay nhưng mà sợ lát hai ông anh ông đeo cây thuốc trên núi xuống á, anh không thấy em mà anh không biết, anh đi tìm nữa. Tại giờ 12 giờ trưa mà. Chờ hai ông anh mà lâu quá. Tại lúc sáng lên núi là hai ảnh có mang theo cơm á, chắc là tìm không có cây thuốc nên mà ảnh ăn cơm trên rừng rồi lát xuống sâu. Em đó chịu hết nổi mà. Trên thủ em nướng miếng thịt heo em ăn lần. Rừng núi mời ông bà các bác phù hộ cho anh em lên núi thắng lợi. Em mời cô chú anh chị cả nhà anh bảy miếng thịt heo nha. Mình ra rừng mình quý quan dùng miếng heo rừng này. Chấm nữa không vừa. Ngon. Dạ nó giòn luôn. Đã. Mấy con chim thì đỡ chiều nay anh em nấu canh chua với la giang. Đã. Không gì ngon mà ăn ngoài rừng mà cảm giác lúc nó đang đói tuyệt đỉnh nữa. La giang. Ngon không?
Nhiều anh chị cứ bảo à, sau quay video mà cứ ở trong thì rừng núi mà cái gì nó tự nhiên là nó tốt nhất à. Với lại thời tiết thằng này nó nóng nực khiếp luôn, nóng lắm, mặc áo là đổ mồ hôi mà. Ra rừng ra núi thì dân giả cho nó tự nhiên, cô chú anh chị mình thông cảm à. Quá ngon. Con da đá rồi. Ủa, con da này cháy rồi. Cái cường miền cuối luôn. Ở nhà ăn không ngon, tại ra rừng không khí nó mát, về sông suối cảm giác mình ăn đã. Chờ rất là lâu luôn, hai ông anh ông mới xuống chạy vào này, đào được một ít, chắc là đủ gửi á. Toàn mấy anh đào toàn những cục to không à. Đây là con rễ. Cái đợt này tại vì có ông anh ông dặn là ông lấy 2 ký với ông lấy thêm một ít cây nữa, thành em chặt thêm một ít cái thân à, để em gửi tặng cho anh luôn. Thì nó khoảng tầm 3 phân như thế này nè. Khoảng tầm 3 phân thì nó ra một cái gai, 3 phân ra một gai. Chính vậy thì người ta gọi là 6 6 8 thân đó. Đó, cứ 3 thân. Khoảng 3 phân á có một cái gai như thế này. Đây là cái phần thân nó. Lùi những phần thân to á. Đây củ rễ. Rễ nó thì mình cạo ra nó có màu vàng nha. Đó. Màu vàng. Lúc mà mình anh chú nhận á hoặc là cô gì nhận á, mình cào ra màu vàng, với lại mình đốt mây đèn lên á, nó tỏ ra cái mùi tinh dầu thơm lắm. Chắc thêm một ít cái thông to luôn. Đây chắc khoảng chắc là đủ gửi cho cả nhà mình ạ. Lúc gửi thì gửi tươi thì em sẽ cắt lại những cái đầu dọc này, cắt gọn gọn lại rồi em gửi. Gửi tươi thì em không có rửa nha, tại vì rửa là nó sẽ bị ẩm cái rễ. Lúc về cả nhà mình cứ rửa sạch đi, có thể ngâm rượu hoặc là xắt lát để phơi khô. Còn nếu mà cô chú nào không có thời gian phơi khô thì em có thể
phơi khô 1 2 3 kg gì đó, rồi em gửi cho cả nhà mình sau. Ba cục nữa này. Thì công dụng của cây sáo tam phân thì em cũng chia sẻ rất là nhiều rồi. Những cô chú nào đã dùng ạ thì đã hiểu và sẽ cảm nhận được. Cái rễ sáo tam phân này á toàn là những cô chú đã sử dụng rồi quay lại sử dụng nữa đó, thành em mới đi đào tiếp. Cùng những anh chị cô chú nào chưa dùng cái loại rễ sáo tam phân này thì em cũng có thì em có thể chia sẻ thêm là nó rất là tốt cho cái bộ lọc của mình, lá gan của mình ạ. Nó giúp thanh nhiệt và giải độc rất là tốt. Ngoài ra thì sáo tam phân này trong đông y nó kết hợp với những bài thuốc khác nó thử hỗ trợ điều trị 5 loại ung thư rất là tốt cho sức khỏe của mình. Vừa xuống này. Lít nè. Ô. Ủa đi da mặt da luôn mà. Đồ mặt cái mưng ngon á. Đâu có con kiếm ở đâu. Mặt đá. Còn như bánh không bánh mà đem xì hết rồi. Ủa đây chứ cỡ 5 lít cho. Tầm 5 lít này. Chu ông thớ. Tại anh em cứ lấy nguyên nguyên cái thằng thằng mặt này. Về nhà anh tách. Và luôn cục đây. Chu mặt ổ này già quá chứ. Đã luôn. Mưa anh chị nào mua mật ong thì liên hệ ủng hộ mật ong rừng đây quý vô như vàng trên rừng bao phơ bao nhiêu cho em luôn á, dừa ra thơm phức luôn. Ô mật già đỏ đẹp lắm không. Bò ta. Qua kìa bên dưới đây nè. Ôi chua, bất mật. Đã. Lúc về nhà thì anh em sẽ lừa những con ong này bỏ ra. Phân hoa thì mình bỏ lại lúc trên rừng rồi. Mình lấy phân hoa mình tắt ra hết rồi. Còn phần này về mình lừa những con ong liền ra xong rồi mình vét. Chua, nước mật. Đã. Cô chú anh chị nào mà dùng mật ong thớ, mật ở tụi em thì có hai ba loại lận, mật ong thớ rồi ong lỗ với ong ruồi. Ong thớ thì nó đóng ở trên những cây cao, con ong to như thế này nè. Cô chú anh chị nào sử dụng mật ong thì về anh em sẽ vác ra đóng chai và gửi đi Bắc Nam luôn. Số điện thoại em để trên màn hình đó. Cả nhà cô chú nào đã dùng rồi thì đã hết, muốn sử dụng thêm thì cứ alo em nha. Ướp mấy con chim nhỏ với sóc nhỏ này. Anh em ướp đỡ chiều này nấu mặn hoặc là nấu với canh. Nước sâu cỡ đó. Ôi trời ơi. Đã đậu ngô. Cái nước này trong khe nó chảy ra. Mát khiếp. Oh.
cái nguồn nước từ con suối này là nó bắt nguồn từ cái khe suối từ trong núi nó chảy ra luôn, thành ra nước rất là sạch. Nó vô xuống ngay này một cái lỗ nước rất là sâu luôn, khoảng 2-3 mét nước xanh mà. Anh em tắm rửa rồi lên trên này lấy nguồn nước này nè, xuống dưới mình nấu ăn. Chứ còn nước của sông Chính thì nó chảy qua nhiều đoạn, có khu dân cư người ta thành nước nó bị ô nhiễm, nó không được sạch. Chiều nay anh em nấu món chim nấu với canh chua là giang với măng rừng, hai con cà rô với hai lùi thịt nữa, đầy đủ không? Nếm thử miếng à, ngon. Giờ cơm canh xui em ơi, còn hai anh cá đợi lại nướng cho nó giòn giòn thêm chút nữa. Chưa ăn thịt mới rồi, ăn thịt nạc đây nè, chỗ bữa của tôi đây, cho gần bờ suối ăn cho nó mát đấy. Tại kia mưa chứ không mưa nghe, an tâm nha, nắng dữ lắm. Từ sáng vậy, mưa gió đâu sợ, khổ sợ. Cái trại nó có khe suối nhỏ, mà nước có nước. Rồi rồi, trại mà có đồ đạc bài bản hết là của mẹ đó. Giống rồi, bỏ lại nguyên rồi. Giống rồi. Bữa mai là em không? Của bên suối mai ạ, mà giòn rồi. Bữa anh rủ tôi lên đấy mà. Nguyên xi á. Anh nói lên đấy không có điên hết á. Trong đấy có đầy đủ giống đồ chén bát mà anh đỡ em nào lấy em, anh cũng quay lại khi đấy anh lấy mà. Em nghĩ làm thang rồi á. Chùa, những cà rô, chùa rối. Sáng bỏ vô còn gì bát bát mà. Câu thì giật lên như đất chỉ nè. Rô này mập cưa ạ. Rô rô nuôi thì không có gì. Nuôi xảy ra. Nuôi xảy ra. Câu dính nè. Để giấc đồng chim nữa. Đồng chim. Nếu ai? Đồng nữa. Đẹp hơn. Đều lục cốt lại ngon lắm. Em não to em. Ngu não. Vô, đừng có hâm hư nữa. Ừ.
ngày mới của chú anh chị cả nhà, một ngày mới bắt đầu trong rừng. Mặt trời nó lên cũng cao rồi, mới có 6 giờ nhưng mà mặt trời lên cao lắm. Buổi sáng trong rừng thì nó rất là yên tĩnh và bình yên. Bắt đầu một ngày mới, em chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe nha. Sáng nay chắc là ba anh em tụi em nướng mấy cái bắp á, với cà phê cà pháo xong rồi chớ mì tôm ăn. Em rồi tiếp tục đi lên núi. Lên núi rồi tìm thêm một ít cây thuốc với cây phôi tiền chuyến đi mang về luôn. Chuyến đi này có lẽ sẽ đủ cây thuốc 600 phần để gửi cho các anh ạ. Không có sốc nhưng mà cũng không sao. Tức là cái chuyến đi rừng của anh em xin khép lại tại đây luôn á. Hẹn cả nhà một chuyến đi rừng. Dạ, chuyến đi rừng của ba anh em thì chắc có lẽ là xin khép lại tại hôm nay. Hẹn cả nhà của chú anh chị tại một chuyến đi rừng mới, một trải nghiệm mới với những điều khám phá mới nha. Em chúc sức khỏe, xin tạm biệt cả nhà mình nha. Bye bye. Lên xe. Chuyến này về thì lấy được 2 gốc mì nương. Tại có một ông anh, ông đặt cây thuốc với một gốc mì nương luôn. Nguyên cái bờ đất này. Này về có thể mình ký đá vào. Ký đá vào mình trồng gần cái hồ cá nhỏ là đẹp luôn. Cây đang ho luôn này. Với một gốc này. Gốc này đỡ rửa thì nó mạnh lắm. Tàn lùa kia đang ho mạnh luôn. Mỗi chân đi thì cô chú đặt hàng em lấy về gốc hay gốc như tiền xăm chuyến đồ xanh. Còn anh chị nào mà muốn trồng cây mì nương này tiêu cảnh đỡ bàng á, như cây này là đỡ bàng đẹp này, đỡ bàng gần hồ cá đâu ạ, đó thì liên hệ em. Những chân đi như nào mà khu vực sông á có cây thì tụi em sẽ mang về. Rút vương, rút thuốc ít thang.